Hân hoan chào đón quý vị và các bạn thân mến đang đến với kênh Tin Tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin Noo Phước Thịnh mang hit của Phương Thanh lên sân khấu The Remix. JTD, Big Daddy chọn 5 anh em trên một chiếc xe tăng để biểu diễn trong live show 6. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thì tối Chủ nhật ngày 21 tháng 2, chương trình The Remix sẽ quay trở lại với chủ đề Remix siêu phẩm. Các nhóm thi sẽ đối mặt với thử thách là hòa âm phối khí lại mới các ca khúc, tác phẩm Việt Nam như nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc Bolero, nhạc quê hương và nhạc cách mạng. Team Ngô Kiến Huy thể hiện ca khúc bài ca Đất Phương Nam lọt vào top nguy hiểm 2 tuần liên tục, nên đây cũng là động lực để giúp chàng bắp bứt phá đêm thi 6 này. Noo Phước Thịnh dự kiến sẽ khiến khán giả bất ngờ với liên khúc hit của đàn chị Phương Thanh, Giả Từ Dĩ Vãng và Trống Vắng. Là đội chơi được đánh giá sẽ nằm trong top 3 của mùa giải, nhưng chưa bao giờ nam ca sĩ Heart Me Tonight ngừng cố gắng trong mỗi đêm thi. Với cặp đôi JTD và Big Daddy, họ sẽ mang đến một tiết mục hoành tráng, hào khí hùng hồn với 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Riêng với Subin Hoàng Sơn sẽ trình diễn bài hát Ai Cổ Vì Ai, được phối theo thể loại tropical pha với deep house. Luôn nhận được lời khen của ban giám khảo ở những dòng nhạc sôi động hip hop. Thế nên, với chủ đề remix siêu phẩm cũng là thử thách mới cho hoàng tử V-pop. Hoàng Thùy Linh sẽ thể hiện nhạc phẩm Cát Bụi, một trong những ca khúc đã đi sâu vào lòng của công chúng. Trên đỉnh Phù Vân không chỉ giúp Hương Trầm trở thành quán quân, mà trong live show vừa qua, nữ ca sĩ cũng đã nhận được điểm số tối đa từ ban giám khảo và trở thành thí sinh có lượt bình chọn cao nhất. Ở đêm thi này, Hương Trầm khoe chất giọng đầy nội lực với Quảng Bình quê ta ơi. Đảm nhận vị trí giám khảo của live show 6 là bộ ba nhạc sĩ Võ Thiên Thanh, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện của nhạc sĩ quen thuộc đã từng ngồi ghế nóng chương trình là nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.